Ngày 25 tháng 5, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị liên quan đang điều tra clip cụ bà bị người đàn ông chửi bới, đánh đập ở một cơ sở từ thiện ở phường Thạnh Lộc, quận 12. Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục chửi bới, dùng tay, chân đánh một cụ bà nhiều lần. Cụ bà van xin nhưng người đàn ông không dừng lại. Hầu hết mọi người đều bất bình trước hành động, lời nói của người đàn ông và mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận 12 phối hợp với các lực lượng liên quan xác định cụ bà trong clip sinh năm 1938. Còn người đàn ông đánh cụ bà tên G, sinh năm 1969, là quản lý của cơ sở trên. Nói là tên là tự lên ha. Mày tự lên chừng nào mày bị đòi